bộn vậy? Ủa, là sao nhiên nay phòng bừa bộn vậy? Giờ này thủ lĩnh đâu? Thủ lĩnh phải có mặt ở phòng chứ. Thủ lĩnh đâu rồi? Thủ lĩnh ơi! Thủ lĩnh ơi! Không được rồi, như thế này chắc chắn là có chuyện rồi. Giờ sao? Qua bỏ đường thử đi, biết đâu thủ lĩnh ở bên đó. Được. Qua bỏ đường. Nhanh lên. Thủ lĩnh ơi! Thủ lĩnh ơi! Bỏ đường con bị sao vậy? Bỏ đường bị làm sao thế này? Giờ sao? Đi tìm sư phụ đi. Chia nhau ra đi tìm đi. Chia nhau ra tìm nha. Sư phụ ơi! Người đâu rồi? Sư phụ ơi! Chết chưa? Bên này cũng không có. Em thấy rồi. Đâu rồi? Sư phụ rồi. Không phải. Em không tìm thấy sư phụ. Mà có tờ giấy đây nè. Ta đang giữ sư phụ của các ngươi. Ngày mai vào lúc 9 giờ hãy đến khu rừng bên hông thành phố. Để tao được biết chưa? Nếu các ngươi không đến thì tính mạng sư phụ các ngươi sẽ kết thúc. Ta đã đổ các học viên của võ đường đi rồi, chúng sẽ không quay lại đâu. Ta sẽ cô lập các ngươi mãi mãi. Hội ác nhân. Lại là cái hội ác nhân này hả? Ai có làm gì đâu, bước qua thoải mái đi. Bước vào đi. Quân này dễ dụ quá à. Có gì đâu khó, cái đám ngốc này dụ dễ ở. Mau thả tụi ta ra. Các ngươi nói cái gì kỳ cục vậy hả? Nghĩ làm sao vậy? Tụi ta tốn công sức ủ mưu để bắt các ngươi, bây giờ thả ra. Thả ra làm sao? Vậy thì các ngươi muốn gì? Đưa hết gia ly cun cho ta đi, ta thả cho chó. Gia ly cun đó phải sưu tập thẻ đặc biệt trong mỗi lớp sưu cun giấy mới có được. Nó làm sao ta có thể đưa cho ngươi được cơ chứ? Khờ. Ui da. Uổng công bắt cóc rồi. Mà một cái gia ly cun có thể thả 4 đứa ra. Ông nghĩ vậy? Vậy thì phải thêm ba lô cun. Đúng. Nón cun. Đúng. Và nhất là scooter cun. Ôi màu quá ha. Các ngươi là fan của cun hả? Sữa cun uống ngon mà. Ngon thì tự bỏ tiền ra mà uống. Mắc mớ gì phải đi năn nỉ mấy tụi nhỏ. Không có tiền. Không có tiền phải tự kiếm tiền. Các ngươi nhìn đi. Đây, đây là sư phụ của các ngươi nè. Ta đã làm gì sư phụ của ta? Ta có làm gì đâu. Ta không làm gì cả. Nhưng các ngươi nhìn đi, sư phụ của các ngươi không phải là con người á. Sao? Không phải là con người. Ma! Đứng lại! Sợ ma lắm. Sợ cái gì? Đồ chết nhát. Nè. Nhìn cho kỹ nè. Sư phụ của các ngươi nè là một con robot đó. Không! Sư phụ nói người chết mới là robot mà. Các ngươi vẫn không tin hả? Ta không tin là ông đâu, ta chỉ tin là thủ lĩnh thôi. Tôi sẽ không để mấy cái lời nhảm nhí của mấy ông làm lay động đâu. Mấy ông đừng tưởng mấy ông nói như vậy là tụi tôi tin hả? Nào giờ nói xạo mà bây giờ nói ai tin? Đúng rồi, mấy người này nói đúng nè. Tôi cũng không tin mà. Dám đùa theo tụi nhỏ hả? Không tin để được rồi đây nè. Người giao nhiệm vụ cho các ngươi từ trước đến giờ chỉ là một con robot mà thôi. Ta đã hút hết năng lượng của hắn rồi. Bây giờ trong hắn yếu xìu này, các ngươi thấy chưa? Ta thấy thủ lĩnh của ta ở đâu? Thủ lĩnh của các ngươi đã chết từ lâu rồi. Không tin. Bây giờ không tin đúng không? Nếu mà không tin được, đây ta đang giữ một cuộn băng, các ngươi có muốn xem không? Ủa, băng là để băng bó, để dán chứ sao coi được? Ta nói đây là cuộn băng video. Khờ. Dạ. Em đi. Muốn xem không? Tất nhiên là có rồi. Tại sao nó không hoạt động nhỉ? Thôi chết, không còn thời gian nữa. Mình phải hành động thôi. Các người đã tin chưa?
Sao lại như vậy được? Như vậy được? Chỉ có những kẻ ngu dốt như nhà ngươi thì mới không nhận ra thủ lĩnh của các ngươi là robot mà thôi. Eo eo, hay ho mà hay la. Cho ông ta ăn bánh in đi. Hả? Vũ ta hả? Tính bắt ta hãm hại đồng bọn hay sao? Ăn bánh in khô cổ ho nữa thì sao? Đây. Đúng rồi. Ngươi tỉnh rồi hả? Ông tỉnh gì? Lâm sao hắn tỉnh lại được vậy? Có ta đây. Còn hỏi nữa, nó là robot, mình đã hút hết năng lượng của nó rồi thì để trong nhà kho mát không có gì hết, tự nhiên đưa ra ngoài trời, ánh nắng mặt trời chiếu vô, nó hấp thụ năng lượng mặt trời, tất nhiên nó phải sống lại rồi. Sợ à? Các người tưởng ta sợ thủ lĩnh các ngươi à? Bây giờ có 10 thủ lĩnh ta vẫn không sợ. Ngươi biết cây này là cây gì không? Cây số. Một câu hỏi khó như vậy mà mấy người vẫn trả lời được, thông minh đó. Ủa, khó lắm hả? Rất khó. Ta đã chế tạo ra cây súng này. Cây súng này sẽ tạo ra năng lượng, sẽ làm cho trái đất nóng lên. Lúc đó các ngươi sẽ tốn tiền mua máy lạnh. Giờ quan trọng, các ngươi nướng sườn sẽ không bao giờ mua lò nướng hết. Ủa mà khoan đã. Hả? Trái đất nóng lên là do ô nhiễm không khí đúng không? Đúng. Rồi lúc đó hả? Là băng tan, nước dâng lên, con người sao sống? Ha. Bởi vậy lần trước đã thất bại rồi, cho nên ta chế tạo ra cái cây này. Đố các người, cây này là cái gì? Cây súng. Quên. Ta chế tạo ra cây súng này để ta tạo ra năng lượng làm cho trái đất nóng dần lên trong vòng tích tắc. Làm liền. Không tin hả? Nóng quá. Mày muốn mày nói gì để kẹp cây nước đá trong người nha. Mày, nóng quá. Nóng quá, ngươi làm gì đấy thủ lĩnh? Các con, hãy sử dụng nguồn năng lượng xanh trong nồi cun để khắc chế nguồn năng lượng đó đi. Đúng. Rồi các ngươi cầm thử trong miệng bao lâu? Đi. Ủa sao mát? Đúng rồi. Mát lại. Các ngươi dám ngăn chặn ta? Thôi lên, muốn ăn mượn hình như... Thôi lên ơi, muốn ăn mượn trong đồng hồ, kệ rồi. Giờ sao thôi lên? Muốn con. Đi, nóng lên rồi. Nóng quá. Không xong rồi thủ lĩnh ơi, đồng hồ sắp hết pin rồi. Còn các người cầm cự bao lâu? Nóng quá. Nóng dữ à. Này phải 3 cây nước đá mới được nha. Nóng quá. Thôi được. Bắn đi. Trời ơi, tại sao không hiệu quả vậy? Gì giăng ra vậy? Là súng của ta hết pin rồi. Trời ơi, tại sao đêm qua không sạc pin? Tại đêm qua có chuyện canh. Trời ơi, khờ. Thành công rồi. Thành công rồi. Sao vậy? Tại súng ta hết pin rồi. Mày muốn mua những cái gì? Bây giờ tới lượt các ngươi phải trả giá. Toàn bộ năng lượng đã bị cạn kiệt, robot hỏng vĩnh viễn. Mừng mùa xuân năm nay đã tới, thấy trong lòng ôi sao phơi phới, tìm thêm dăm ba câu chúc gửi muôn nhà muôn nơi. Cùng nâng ly ta kính chúc, chúc yên bình cuộc đời thêm sáng tươi, để đắm say trong những giây phút tuyệt vời. Vì mùa xuân năm nay đẹp lắm, hãy yêu đời và gạt nước mắt rơi, để Tết đông đầy cuốn xuất hiện nơi đây. Cùng cun du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá, sưu tập thẻ cun đổi quà cực cun. Săn ngay thẻ khám phá, có trong mỗi lốc sữa cun 110 hoặc 180ml bất kỳ.
Sưu tập 24 thẻ khám phá, đổi ngay một gối siêu cool. Thu thập được 36 thẻ khám phá, đổi được một áo choàng biến hình cool. May mắn sang được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn cho mỗi thùng sữa cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu cool, nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn, đổi được một áo mưa siêu cool. Sang được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng cool, thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ cool tươi vui trong mỗi lốc sữa cool tươi vui hoặc cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ cool tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ cool tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu cool. Tích lũy được 24 thẻ cool tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu cool. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Sang thẻ cool vậy thôi các bạn ơi!